Anh là có mấy người con anh? Đây, Khang có mấy anh em anh? Có mình Khang à? Có mình Khang hả? Khang năm nay là bao nhiêu rồi anh Nhật ha? 15, 16 tuổi gì á. Cảm thấy đeo mấy cái thiết bị vô hả? Đựng lọt xuống hầm cá tay vô lắm á. Ủa chú đâu rồi? Anh Nhật làm cả ngày lẫn đêm mà khỏe ghê. Dạ em nhiều khi em còn không hiểu cái sức khỏe của em ở đâu ra nữa mà. Đó là một cái nguồn năng lượng mà. Anh Nhật đã từng ra khu vườn này rồi đúng không anh Nhật? Dạ đúng rồi. Cái này mình cũng xin phép đi, mình xin quay hả? Dạ. Bỏ qua cho tụi mình. Mình cũng không có ý mạo phạm nha, mình chỉ đến đây để mình chia sẻ cái câu chuyện này cho những ai mà mắc những cái căn bệnh giống như bé Khang á. Thì có thể biết được cái cách mà anh Nhật làm. Đâu rồi chú? Hả? Đâu rồi, còn đâu nữa? Còn ngoài sau nữa, ngoài sau Mã Lạng không ạ? Ừ thì đó, đi, dẫn cho mấy em đó đi luôn. Đây rồi bên đó, thấy không bên đó đó. Rồi phía sau này thì mắc cách cái mương rồi qua không được đâu. Còn ngoài phía sau này thì Mã Lạng không ạ? Muốn ra Mã Lạng luôn không? Dạ thôi thôi được rồi. Thôi được rồi. Sau này thì mình đi ra mình chỉ coi cây kiển thôi, còn đất nó bằng vậy hết rồi. Bước lên mộ người ta không biết à. Ừ. Thôi thôi được rồi. Thôi được rồi. Còn cầm cây kiển để làm dấu thôi chứ còn mã không còn nữa, nó lạng ở dưới rồi. Cái phần đất ở đây là những ngôi mộ này thôi hay là ở vòng vòng đây có không chú? Ủa, chú có hả? Có hả? Ôi ôi. Trời đúng mình không ạ? Ôi. Có gì tôi bỏ qua cho tụi con nha. Cách một cái mương mình cũng không biết nữa. Ở dưới nền đất này là có rất nhiều phần mộ mà qua năm tháng thì không còn vun đất nữa, không có tảo mộ nhiều cho nên là bây giờ cũng không biết là xác định là số lượng bao nhiêu. Anh em mình thì cũng vô tình không biết được. Nếu mà bước qua cái mương bên đây thì tới cả chục cái. 7-8 cái, chục cái. Cái mương thì đi vòng ra phía sau thì 5-6 cái. Là người bây giờ đó bằng hết là chỉ cầm cây kiển để làm dấu thôi. Là người thân không thôi hay sao? Là người thân không thân tộc hồi xưa lắm rồi. Dạ. Có nhầm cái mộ chú không biết là của ai luôn. Con thấy những cái ngôi mộ này thì chú có quét vôi lại rồi đúng không? Cái phần này thì chú biết. Dạ. Cái này là của ông nội rồi cha mẹ rồi chị. Còn phần phía sau là chú không hiểu của ai luôn. Phần Mã Lạng là hoàn toàn không biết. Không biết của ai hết. Là chỉ cắm cây để mà mình làm dấu đó là đúng nơi rồi. Đó có mộ thôi. Đúng rồi. Cắm cây để Tết mình dọn cỏ cho trống như thôi. Ví dụ như mấy cái cây này là không biết. Là có mộ không chú? Không, cây này thì để trồng để lấy hoa cho nó đẹp chứ. Ở đây em thấy tụi em thấy phần nấm mộ là có 4 cái thì anh chia sẻ là ở dưới này là có rất là nhiều hả? Dạ. Anh có biết được là bao nhiêu cái không? Bao nhiêu ngôi mộ? 3 cái. Còn bên phía sau, bên phía bên bển thì 7-8 cái. Còn ngoài vườn thì 5 cái nữa. Rồi chú bàn giao cho con hả chú? Ừ, thì giờ coi như là vườn Úc bàn giao toàn bộ lại hết cho con đó. Chú đứng ra đây đi với anh nè chú. Để chú bàn giao hết toàn bộ này luôn thôi đúng không? Ừ, coi như toàn bộ. Đứng qua đây quay bên kia. Anh qua bên đó luôn. Vậy là chú bàn giao hết toàn bộ mồ mả này nọ, bàn giao hết cho con. Toàn bộ coi như từ khu vực này trở về phía sau. Ừ. Hết cái khu đất của chú. Rồi. Là của vườn là coi như mồ mả là toàn bộ vườn Úc bàn giao lên cho con hết. Rồi. Con sẽ tiếp nhận cái vấn đề đó. Ừ. Rồi con sẽ coi cái vấn đề đặt tượng địa tạng ngay chỗ nào. Ừ. Và con sẽ xây. Lúc đó chắc cây chú này con bứng mớ. Coi như thế nào. Thì chỗ nào ấy thì mình dọn trống. Nếu mà ấy cái dừa này thôi chừng cưa luôn. Cái dừa để cho không, cái dừa để thì kia nó gớt để nó gớt để hư rồi trái rồi nó không để cho người nữ người ta ngồi người ta chải tóc chơi đỡ buồn ông. Cái bên kia cỏ cây kia mấy đây cây nè, trời đừng thấp quá tóc dài sao trái. Hôm bữa chú có chia sẻ là khu vực nào mà rất nhiều người dân ở địa phương mà khi mà vào cái khu vườn đó thì ví dụ như là ai mà câu cá thì lại câu không được, hoặc ai đi hái nhãn á thì lại bị hù. Đây bước ngang qua đây rồi đó. Rồi bước qua. Thôi. Đứng đây.
Cái mưa nó có mưa đi qua được không? Có mưa không? Có mưa rồi. Có cái đầu mưa nó luôn. Đây có anh Nhật dẫn đường. Đi vòng vô đây nè. Có mưa qua không? Đi vòng đây đi. Vòng đi nào, vòng đi nào. Đây đi 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 trời ơi. Không đỡ không đi thôi đi cho biết. Để mình không đi không? Thì rất nhiều câu chuyện mà các những người dân ở vòng vòng đây truyền tay nhau lại, đó là bất kỳ ai mạo phạm đến khu vườn ở đây thì đều gặp những cái quả báo ngay lập tức. Thôi em ở lại em. Rồi. Thôi em ở lại đi. Ấy trời ơi, đi đâu gì đâu. Cứ đi đi. Hôm nay đi có thầy ba nhân cho nên là thầy ba. Ủa đây, đây cũng là một con đường. Cái đèn của Lê Nguyễn cầm trang trí chơi thôi chứ đâu có sáng không. Đây có cái mã nè. Ôi vậy là ở bên dưới cái phần cái cây mà mình nhận dấu đây. Đúng rồi, có mộ phải là có mộ, có mộ, có mộ. Có mộ mà không biết qua lâu đời quá rồi. Không có đó, không có biết đi đi vòng ngoài đó, không có cầu đi. Ủa nằm ngay giữa vậy hả? Ừ. Chơi bơi vậy hả? Bên đó là 7-8 cái lần qua không được. Cù lâu đã trống mà. Còn cặp bên đây dài dài bên đây 4-5 cái bên đây nữa nè. Có vô được không? Được. Cái gì vậy Phong? Ui. Và ngoài những cái vấn đề khoa học làm cho bé Khang bị bệnh thì theo anh Nhật thì khu mộ ở đây đã có những cái vấn đề tâm linh gì đó khiến cho bé nhiều lần thập tử nhất sinh. Và lần gần nhất thì các bác sĩ gần như đã trả bé về rồi. Tuy nhiên khi mà gặp anh Nhật thì bé Khang đã khỏe lại. Cách đây bé Khang vẫn còn ly bì thì cách đây khoảng mấy ngày anh Nhật? Cái lúc bé Khang... mà giống như trong giai đoạn thập tử nhất sinh á, cách đây mấy ngày? Hình như hôm đúng giờ tuần rồi hết chốt. Thứ hai tuần rồi mình chuyển đi thành phố. Thứ hai rồi chuyển đi thành phố. Tuần trước nữa. Đây. Mã này. Để làm tiếp nhận ở đây luôn đúng không? Ừ. Coi như Úc Giao toàn bộ. Đó anh Bùi Hồng. Ừ, có một anh, cái anh thấy rồi. Ngôi mộ cổ nè. Lê Nguyễn thấy không? Dạ có. À ba cái ngoài này đã lạng rồi. Rồi coi như mình tiếp nhận cái mã này. Với ba cái đó. Rồi ba cái đó. Cái rồi chỉ. Rồi cái trong đó. Rồi với trong nền đó. Rồi. Còn nhiều ông giao toàn bộ lên trong nhà. Rồi nghĩa địa để con lo. Người chết là để mình lo. Ừ. Về giao cho nghĩa địa luôn. À. Anh đi trước. Đi sau coi chừng kéo áo nha. Thôi vậy em đi trước. Kéo áo không thời thì kéo gò. Có đây ai chết thôi chưa gầm chung không áo nữa. Ai? Ai chết? Ủa vậy hả? Ừ. Hồi nãy anh Hồ có trò chuyện với bé Khang không? Anh có, anh trò chuyện với anh Nhật nhiều. Bé Khang thì anh sợ bé đi xe về mệt với sao? Sức khỏe. Rất là khỏe, yên tâm. Hôm nay bé nói chuyện rất là nhiều. Hỏi cái nào trả lời cái đó, sắc mặt nhìn hồng hào hơn. Trước đây mà cái tình trạng mà lúc mà bé Khang chưa gặp anh Nhật á, thì lúc đó bé Khang trạng thái và sức khỏe của Khang như thế nào anh Nhật? Cho đó hỏi ba bé. Dạ. Yeah. Tại vì nghe nói là cũng đuối cũng yếu lắm. Tình chú ơi, cái tình trạng mà lúc mà chưa gặp con bé Khang như thế nào chú kể cho nghe. Bé Khang lúc đó nó yếu lắm, coi như là nó nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, đó. Không có ăn uống gì được hết. À, hai ngày. Lúc mà Nhật ghé là nó đuối lắm mà chú không có vô thăm được, tại bác sĩ không có cho vô. Thiếm ở trong nuôi không à. Dạ. Thì thiếm ra báo cáo là coi như là thấy như nó đuối lắm rồi mà bác sĩ thì cũng chăm sóc vậy nhưng mà không có khỏe, không có hướng khỏe. Càng ngày càng đuối thêm không à. Mà bé Khang thì bác sĩ được chẩn đoán là bệnh gì vậy ha? Chẩn đoán là nó bị viêm phổi. Dạ. Có tiến triển gì đó, càng ngày nó cũng càng đuối thêm. Đến ngày hôm nay thì bé Khang trở về thì anh có khám lại về y học cho Khang không? À, thì coi như là bệnh viện Nhi Đồng nó cho xuất viện rồi. À, là lúc đó thì bác sĩ chẩn đoán như thế nào? Lúc về á?
Lúc về thì bác sĩ cũng cho biết là bị viêm phổi. Dạ. Bác sĩ có theo cái phác đồ, theo cái sơ đồ điều trị cũng như là cái bệnh án có khen đó, thì bác sĩ có cảm thấy bất ngờ không? Thì cũng không hiểu là bác sĩ cách trị như sao, rồi bác sĩ cô không nói mình, nhưng mà xuất viện thì có đề trong cái bệnh án là bị viêm phổi. Thì tại vì chú không có gặp trực tiếp với bác sĩ á. Dạ. Thì bác sĩ điều trị xong thì đề trong bệnh án là viêm phổi vậy thôi, chứ chú cũng không hiểu cách trị sao. Dạ. Rồi hôm nay thì đến đây cũng em cũng xin chúc mừng anh bé Khang được khỏe bệnh ha. Dạ. Cảm ơn anh luôn, chúc mừng gia đình của mình nha. Và cái đất này cũng là đất Hương Quả để lại, còn căn nhà này là một số người thân ở xa hay sao đó thì có góp tiền để xây nên cho chú ở, đúng không chú? Đúng. Chứ cũng không phải là nhà chú xây nữa. Đúng rồi. Dạ. Thì nói tóm lại là coi như nhà cửa đồ đạc là hoàn toàn chú không có gì hết. Dạ. Chính bộ đồ chú bạn chú cũng không sắm luôn. Rồi cái căn bệnh của bé Khang nữa là gần như là khánh kiệt gia đình luôn. Thì bây giờ chỉ cầu mong đó là anh Nhật có thể giúp cho bé trong thời gian tới. Bây giờ thì tụi em cũng không có cái duyên để ngày mai ở lại để xem anh Nhật an vị tôn tượng rồi. Thì hy vọng là cái kết quả chúng ta sẽ cập nhật vào một cái video khác ha. Sẽ còn về, tại vì bây giờ thứ nhất là bây giờ tại mình về một tượng địa tạng này và 15 cho tới 20 ngày nữa là sẽ về hai vị tiêu diện hộ pháp, một mẹ Quan Âm và thêm một địa tạng tiếp về Long Phú Sóc Trăng và về Tân Thạnh. Về hai nơi đó nữa. Về cái khả năng tâm linh đó thì anh Nhật đã đủ rồi, nhưng mà về nói chung là về cái kinh phí để làm những cái tôn tượng này cũng như là vận chuyển tôn tượng về các nhà hoàng làm từ thiện mai táng miễn phí ở miền Tây á, thì anh Nhật có gặp những cái khó khăn gì không, có thể chia sẻ thì với mọi người không? Bây giờ tượng thì mình đã xin được thấy ổn rồi. Thì bây giờ còn về vấn đề mà xây dựng xây này á, thì tới đó để coi kinh phí bao nhiêu, bắt đầu mình đăng bài trên Facebook và Zalo để xin. Xin mọi người bạn bè khi nào mà không đủ nữa mình tính tiếp. Mọi người hồn một chút cái công đức đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Khi nào không đủ nữa mình tính tiếp. Rồi vậy hy vọng thì sẽ được đồng hành cùng anh Nhật trong những cái chuyến từ thiện tâm linh tiếp theo. Dạ. 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 Rồi hẹn gặp lại anh nha. Dạ. Bye bye. Bây giờ là cũng gần cảm ơn tối quá rồi.